Xin kính chào quý vị và các bạn, và bây giờ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ngành nông nghiệp cần phát triển bền vững theo chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân. Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị của ngành nông nghiệp. Năm 2021, thị trường chứng khoán đã trở thành một trong những điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam với mức tăng trưởng ấn tượng, vượt hơn cả mong đợi. Nhập khẩu nông sản từ Việt Nam vào thị trường châu Âu đã được nối lại và đang dần trở lại bình thường. Các doanh nghiệp đang gấp rút chuẩn bị hàng hóa cho dịp Tết cổ truyền. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp cần đặt ra các mục tiêu cao hơn nữa, chú trọng xây dựng thương hiệu, chất lượng cho các sản phẩm và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đây là nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn diễn ra vào sáng ngày 29 tháng 12. Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đánh giá cao những nỗ lực vượt khó và kết quả đạt được của ngành, của các địa phương và đặc biệt là của bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2021, tăng trưởng của ngành cao hơn năm 2020, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đặt ra, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đất nước. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng gần 2,9%, GDP toàn ngành tăng 2,85% so với năm 2020. Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt trên 48,6 tỷ đô la Mỹ là mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của ngành như việc phát triển chưa bền vững, chưa chủ động, còn thụ động và phụ thuộc vào thị trường, điều kiện thời tiết, chưa dựa nhiều vào khoa học công nghệ, chưa có những cơ chế chính sách đột phá thu hút đầu tư vào nông nghiệp, chưa có nhiều thương hiệu mang tầm quốc tế. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị ngành nông nghiệp đổi mới tư duy hơn nữa, nâng cao chất lượng dự báo chiến lược, tổ chức thực hiện hiệu quả và mang lại giá trị gia tăng cao hơn. Ngành cần đặt ra những mục tiêu lớn hơn nữa, bám sát thực tế để cụ thể hóa các đường lối, chính sách, chủ trương của Đảng về nông nghiệp. Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần tiếp tục hoàn thiện thể chế để phát triển nông nghiệp bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, tập trung chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, đồng thời đa dạng hóa thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực chế biến. Thủ tướng yêu cầu ngành tập trung phát triển kinh tế biển bền vững, giải quyết dứt điểm các khuyến nghị của EC, gỡ thẻ vàng, ngăn chặn xử lý nghiêm tàu cá khai thác trái phép. Tiếp nối bản tin là một số thông tin đáng chú ý về hoạt động đối ngoại của Đảng. Chiều ngày 29 tháng 12, hội đàm trực tuyến với ông Shi Kazuo, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam tới ông Shi Kazuo và Đảng Cộng sản Nhật Bản sắp kỷ niệm 100 năm thành lập. Thường trực Ban Bí thư cảm ơn Chính phủ Nhật Bản, Đảng Cộng sản Nhật Bản, các tổ chức và nhân dân Nhật Bản đã viện trợ vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ người Việt Nam tại Nhật Bản vượt qua khó khăn trong đại dịch. Ông Shi Kazuo nhấn mạnh quan hệ giữa hai đảng trong 55 năm qua đã đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị ở châu Á và quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm, hai bên khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp trong thời gian tới. Chiều cùng ngày, tại cuộc hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo, tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương của Trung Quốc nhấn mạnh, đây là dịp để hai bên tổng kết và chia sẻ những thành tựu về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Ông Nguyễn Xuân Thắng khẳng định sự đúng đắn, sáng tạo của đường lối của Đảng về xây dựng phát triển đất nước và ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Ông Hoàng Khôn Minh chia sẻ những nội dung liên quan đến xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong suốt 100 năm qua. Ngày 29 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao và Trung ương Đoàn tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026. Chương trình nhằm tạo cơ chế phối hợp đồng bộ chặt chẽ hơn giữa hai cơ quan trong quá trình triển khai các hoạt động đối ngoại và công tác phát triển thanh thiếu nhi, sinh viên Việt Nam cả ở trong và ngoài nước. Theo đó, hai cơ quan tập trung tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại, công tác giáo dục lý tưởng cho đoàn viên thanh niên ở ngoài nước, đoàn kết tập hợp thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, định hướng tổ chức các hoạt động và quan tâm, chăm lo, hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở ngoài nước. Cũng trong khuôn khổ hợp tác, hai cơ quan định hướng nâng cao hiệu quả các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi, vận động, tranh thủ nguồn lực quốc tế hỗ trợ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.
Sau quý 3 sụt giảm mạnh, quý 4 nền kinh tế đã có mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ, đã giúp cho nền kinh tế có mức tăng trưởng gần 2,6% trong cả năm nay. Đây là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố vào sáng 29 tháng 12. Vâng, năm 2021 được coi là một năm thách thức với Việt Nam khi mà đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát với nhiều diễn biến phức tạp và gây ra tác động nặng nề đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế nhưng thị trường chứng khoán lại trở thành một trong những điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng. Các chuyên gia đánh giá năm 2021, thị trường chứng khoán Việt Nam đã thăng hoa rực rỡ, thậm chí là vượt hơn cả mong đợi. Theo số liệu tổng kết của các công ty chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay có mức tăng trưởng ước tính là khoảng 35%. Đây được coi là mức tăng trưởng hết sức ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh tăng trưởng GDP của cả nền kinh tế đạt 2,58%, thấp hơn so với những dự báo từ đầu năm do tác động của đại dịch COVID-19, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử 20 năm thị trường chứng khoán Việt Nam, thì đây là mức tăng trưởng tốt thứ 3 trong 20 năm, chỉ sau năm 2009. Và năm 2017, mặc dù là kinh tế chúng ta là gặp nhiều khó khăn, nhưng những doanh nghiệp ở trên sàn niêm yết thì lại có cái khả năng chịu đựng rất là tốt. Và thực tế là tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp theo cái ước tính của chúng tôi thì cũng phải tăng vào khoảng 30% trong năm 2021. Theo các chuyên gia, tăng trưởng lợi nhuận tốt của các doanh nghiệp niêm yết đã tác động tích cực đến chỉ số VN Index, chỉ số quan trọng phản ánh sự thay đổi của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong năm nay, VN Index đã lần lượt lập những đỉnh mới 1.200 hay thậm chí 1.500 điểm. Bên cạnh đó, dòng tiền chảy từ các quỹ hoán đổi danh mục ETF ngoại vào những cổ phiếu vốn hóa lớn, cũng như việc thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh cũng tăng động lực để VN Index lập đỉnh mới. Một điểm đáng chú ý khác trong năm nay là thị trường có sự xoay vòng giữa các nhóm ngành. Đầu năm, nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt thị trường, sau đó nhóm ngành thép, chứng khoán, bất động sản và xây dựng lần lượt thay thế hút dòng tiền cho thị trường. Điều này tạo ra những cái nhịp nâng đỡ rất là tốt so với thị trường. Và ngoài ra còn tạo ra một cái điều tôi nghĩ là rất là thú vị, đó là không khiến cho thị trường giữ cái mức định giá quá cao. Nếu mà dòng tiền đẩy cho một cái nhóm ngành nào đó, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn liên tục tăng trong năm, thì cái định giá của VN Index sẽ lên ở mức rất là cao và nó sẽ không hấp dẫn với nhà đầu tư. Khoảng 86% cổ phiếu là tăng giá so với đầu năm và mức tăng trưởng trung bình của một cổ phiếu là 91%, có nghĩa là gần như là gấp đôi so với đầu năm. Thì thật sự là năm 2021 là năm mà chúng ta chỉ cần là mua và nắm giữ bất kỳ một cổ phiếu nào thì đều sẽ mang lại cái thành công cho nhà đầu tư. Bên cạnh đó, môi trường lãi suất thấp, đầu tư bất động sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch cũng khiến kênh đầu tư chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Nền tảng pháp lý hay hạ tầng kỹ thuật cũng là những yếu tố giúp thúc đẩy tăng trưởng của thị trường trong năm nay. Luật chứng khoán mới góp phần đẩy mạnh cái tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Hệ thống giao dịch mới của HOSE được đưa vào vận hành đã khắc phục hoàn toàn cái tình trạng ngãn lệ trên thị trường chứng khoán. Và điều này cũng góp phần làm cho thanh khoản, việc giao dịch của nhà đầu tư trở nên thông suốt hơn. Theo thống kê của các công ty chứng khoán, giá trị giao dịch bình quân của ba sàn HOSE, HNX, Upcom trong năm nay tăng gấp 3,5 lần so với năm 2019, là thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Có những phiên giao dịch, giá trị thanh khoản của cả ba sàn lên tới 60.000 đến 70.000 tỷ đồng. Đây là con số mà chính các chuyên gia trong ngành cũng chưa từng nghĩ tới trong suốt hơn 20 năm qua kể từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam được thành lập. Sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư cá nhân trong năm nay đã giúp hấp thụ lượng bán ròng rất lớn của khối ngoại cũng như đẩy mạnh thanh khoản cho thị trường. Với cái sự phát triển của thị trường chứng khoán, cái mức độ phổ biến của thị trường chứng khoán cũng như là cái việc mà áp dụng công nghệ thông tin vào thị trường chứng khoán thì nhà đầu tư cá nhân cũng sẽ ngày càng tham gia vào thị trường và tự tin
nhìn nhận kênh chứng khoán giống như là một kênh đầu tư lâu dài và có hiệu quả cho tương lai. Theo Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, trong 11 tháng đầu năm nay, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở tới hơn 1,3 triệu tài khoản chứng khoán, lớn hơn tổng số tài khoản mở mới trong 4 năm gần đây cộng lại. Chuyên gia cho rằng xu hướng tham gia của các nhà đầu tư này sẽ còn duy trì trong thời gian tới và tiếp tục là bệ đỡ cho thị trường trong trung và dài hạn. Nhập khẩu nông sản từ Việt Nam vào thị trường châu Âu đã được nối lại và đang dần trở lại bình thường. Lúc này đang là thời điểm gấp rút chuẩn bị hàng hóa cho Tết cổ truyền của người châu Á. Chỉ còn vài tuần nữa là lúc bán hàng tốt nhất trong năm. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ châu Âu. Những container nông sản Việt Nam lại theo tàu biển tới cảng Rotterdam, Hà Lan. Nhập khẩu nông sản từ Việt Nam vào thị trường châu Âu đang dần dần được khôi phục. Các thùng bún khô và bánh tráng được bốc rỡ xuống nhà kho gần cảng khi chỉ còn một tháng nữa là tới Tết Nhâm Dần. Từ Hà Lan, hàng hóa tỏa theo đường bộ tới các nước châu Âu khác. Phải thật nhanh thì mới kịp đưa tới các cửa hàng bán lẻ. Thì các lô hàng đang đi liên tục, như đặc biệt như hôm nay là các lô hàng bún và bánh tráng thì phục vụ cho dịp cuối năm. Từ đây đến giữa năm sau thì mình hy vọng là các nhà máy sẽ sản xuất phục hồi trở lại. Thì các lô hàng tiếp theo thì dự kiến tầm khoảng đến tháng 1 đến tháng 2 thì bắt đầu triển khai mạnh mẽ hơn. Hồi tháng 5, dịch bệnh bùng phát trở lại ở châu Á. Tới tháng 6 thì phía châu Âu bắt đầu khan hiếm bánh phở, bún khô, bánh tráng, há cảo, măng tươi của Việt Nam. Các nhà nhập khẩu găm hàng không dám xả hết. Các quán ăn tích trữ nguyên liệu Việt Nam. Bây giờ tiến độ nhập khẩu hàng Việt đang dần trở lại bình thường, tuy vẫn chưa được dồi dào như trước. Với tiệm của em thì là bún và bánh phở. Bún là ba cây tre và bánh phở cũng vậy, từ Việt Nam mình nhập qua nhưng mà hiện tại bây giờ nó đang rất là khan hiếm. Nhà cung cấp thì họ nói là nguồn hàng sẽ có thể nó sẽ ổn định lại vào tháng 4. Đa số các mặt hàng nông sản Việt Nam nhập khẩu vào thị trường châu Âu được miễn giảm thuế từ khi Hiệp định Thương mại Tự do với châu Âu có hiệu lực. Tại các cửa hàng bán lẻ, hàng hóa Việt Nam lại chiếm dần các kệ. Tình hình được cải thiện phần nào, vừa may sắp tới thời điểm bán hàng tốt nhất trong năm. Khách xài quen rồi, cho nên họ không muốn đổi. Mình cũng muốn thử cái hiệu khác cho nhà hàng, khách, đồ lẻ mình xài. Nhưng mà nó xài quen cái hiệu của Việt Nam của mình rồi. Cho nên họ muốn, kỹ cái muốn vô là tiệm là muốn cái hiệu đó. Hàng hóa từ Việt Nam sang châu Âu sau nhiều tháng gián đoạn đang dần dần trở lại nhịp độ như trước. Dù là vẫn chưa được như là hồi đầu năm. Nấm hương, rồi mộc nhĩ, bánh tráng Việt Nam, bún tươi, nếp cái hoa vàng, đậu xanh. Nông sản Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi trên thị trường châu Âu một vài tuần trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Senef, Vương quốc Bỉ. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin. Chủ động xét nghiệm định kỳ và cập nhật thông tin với ngành y tế có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch tại các nhà máy. Cùng nhìn lại những đóng góp to lớn của cố giáo sư Trần Quang Hải trong sứ mệnh làm cầu nối để âm nhạc dân tộc Việt Nam có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới. Để tiếp tục chủ động tăng cường giám sát, phát hiện sớm, quản lý hiệu quả ca mắc COVID-19, Bộ Y tế vừa có điều chỉnh định nghĩa xác định ca bệnh. Theo đó, F0 là một trong số các trường hợp như sau. Là người có kết quả dương tính bằng phương pháp xét nghiệm PCR, là người tiếp xúc gần, gọi là F1, có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính, là người có biểu hiện nghi mắc COVID-19, có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính và có yếu tố dịch tễ, là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp, xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả lần 1 và có yếu tố dịch tễ. Còn trường hợp được xác định là F1 bao gồm người tiếp xúc trực tiếp như bắt tay, ôm, hôn hoặc không đeo khẩu trang mà giao tiếp gần trong vòng 2m hoặc trong cùng không gian hẹp, kín với F0. Người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng 2m hoặc trong cùng không gian hẹp, kín tối thiểu trong 15 phút với F0.
người chăm sóc, khám, điều trị F0 mà không dùng đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân. Thưa quý vị, bệnh nhân nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam đang được cách ly tại phòng riêng biệt của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Trước đó, bệnh nhân này bay từ Anh Quốc về Việt Nam, phát hiện dương tính và đã được đưa đi cách ly và quản lý kịp thời ngay từ khi nhập cảnh. 165 người đi cùng chuyến bay với bệnh nhân này cũng đã được cách ly tập trung theo quy định. Trong số này, chủ yếu là người ở Hà Nội và 3 địa phương khác. Như vậy là đến thời điểm này, đây là ca bệnh xâm nhập và không có khả năng lây lan ra cộng đồng. Để phát triển sản xuất, các doanh nghiệp đang chủ động nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì hoạt động của các dây chuyền. Trong đó, việc chủ động xét nghiệm định kỳ và cập nhật thông tin với ngành y tế có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng chống dịch. Dù là thuộc diện F2, nhưng anh Tuấn vẫn đến làm việc bình thường. Ngoài tuân thủ khuyến cáo 5K, cứ 2 ngày anh sẽ được test COVID một lần. F2 hiện tại bây giờ cũng đang thực hiện những cái khuyến cáo của 5K Bộ Y tế. Còn F2 của tôi là ăn cơm sau 30 phút. 3 ngày một lần, toàn bộ cán bộ công nhân viên tại đây sẽ được tổ chức xét nghiệm nhanh. Người lao động và doanh nghiệp đều cảm thấy an tâm trong quá trình làm việc. Thì toàn bộ anh chị em sẽ được xét nghiệm 3 ngày trên một lần. Thì bản thân sẽ cảm thấy yên tâm công tác hơn. Thì tinh thần làm việc và năng suất làm việc mình sẽ hiệu quả hơn. Việc xét nghiệm nhanh đã dần trở thành một thói quen ở doanh nghiệp này, không còn lo lắng và ngại ngần vì đau. Thậm chí công nhân cũng được cấp test nhanh về nhà để sử dụng cho các thành viên trong gia đình. Được công ty phát cho bộ test này thì tôi sử dụng cho các cháu nhỏ ở nhà. Thì các cháu không đau, sau 10 phút thì đã có kết quả. Vấn đề thực hiện đúng 5K, vấn đề tiêm vaccine, đặc biệt là vấn đề ý thức của người lao động phải cần được coi trọng. Các chuyên gia cũng khuyến cáo doanh nghiệp duy trì và chủ động xét nghiệm cho người lao động để xác định và ngăn chặn kịp thời khi có ca lây nhiễm, bởi đặc điểm có kết quả xét nghiệm nhanh sẽ góp phần đảm bảo môi trường làm việc an toàn và ổn định sản xuất. Cùng với việc chủ động 3 tại chỗ, thì các doanh nghiệp và công nhân đều mong muốn được tiêm vaccine bổ sung. Thông tin văn hóa đáng chú ý. Trong khuôn khổ sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam tại Expo 2020 vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, chương trình nghệ thuật và trình diễn thời trang thổ cẩm mang tên Dòng chảy bất tận The Internal Flow là chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức. Chương trình dự kiến diễn ra tại quảng trường trung tâm Anwas thuộc khu tổ hợp Expo 2020 Dubai. Chương trình dự kiến sẽ có sự tham gia của 150 nghệ sĩ, mong muốn giới thiệu với thế giới về một Việt Nam rực rỡ sắc màu từ những đặc trưng văn hóa được hun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử. Thông qua chuỗi hoạt động hấp dẫn như trình diễn nghệ thuật, thời trang, tuần phim Việt Nam và triển lãm tranh hội họa, chương trình nghệ thuật Dòng chảy bất tận sẽ giới thiệu đến công chúng tinh hoa văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, tất cả hình thành nên một bản giao hưởng âm sắc hòa quyện cùng với những nét nên thơ đầy hùng vĩ của non sông đất Việt. Đặc biệt là toàn bộ chương trình nghệ thuật được tiếp nối bằng chuỗi câu chuyện về truyền thuyết nguồn cội con rồng cháu tiên, trình chiếu bằng công nghệ hình ảnh và âm thanh đỉnh cao trên hệ thống mái vòm 360 độ lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, nhắc tới những nghệ sĩ tên tuổi đã từng đưa nền âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới, không thể không nhắc tới giáo sư tiến sĩ nhạc học Trần Quang Hải, con trai của nhà nghiên cứu văn hóa âm nhạc cổ truyền nổi tiếng của Việt Nam, giáo sư Trần Văn Khê. Trong suốt cuộc đời hoạt động âm nhạc của mình, với tình yêu, niềm đam mê bất tận với âm nhạc dân tộc, giáo sư Trần Quang Hải đã lĩnh hội trọn vẹn tư tưởng từ người cha đáng kính để tiếp nối con đường nghiên cứu và quảng bá âm nhạc dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Vào ngày 29 tháng 12, giáo sư tiến sĩ nhạc học Trần Quang Hải đã qua đời tại Pháp. Trong phóng sự sau đây, xin mời quý vị hãy cùng nhìn lại những đóng góp to lớn của ông trong sứ mệnh làm cầu nối để âm nhạc dân tộc Việt Nam có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới. Tôi sang Pháp học nhạc nhưng mà muốn trở thành nhạc công chơi đàn, vũ công và nhạc cụ tây phương. Khi đó, ba tôi đã đưa tôi đến gặp một giáo sư violon nổi tiếng trên thế giới. Nghe tôi đàn xong, giáo sư đáng kính nói: "Khả năng của cháu được đào tạo tốt có thể trở thành một giáo sư violon giỏi. Những người như thế có hàng chục ngàn ở Pháp. Nước Pháp không cần thêm một nghệ sĩ violon,
mà cần một nghệ sĩ, một chuyên gia về âm nhạc cổ truyền dân tộc Việt. Sau câu nói đó, tôi ngẫm nghĩ lại và tôi trở về xin ba tôi dạy nhạc dân tộc. Tôi vẫn nhớ ngày mình nói ý nguyện với ba, ông đã ôm tôi thật chặt, hai cha con rơi những giọt nước mắt của hạnh phúc và chia sẻ. Cùng đi chung một con đường với cha mình, nhưng cố giáo sư Trần Quang Hải chưa một lần dẫm lại dấu chân của cha. Ông luôn nghiên cứu đến tận cùng để đột phá trong kỹ thuật và trình diễn. Ông là người đã nghiên cứu và đưa đàn môi của người dân tộc Mông ở Việt Nam, một loại nhạc cụ ít được biết đến, để nói chuyện tại Diễn đàn Âm nhạc Thế giới. Là người đầu tiên trên thế giới biểu diễn đàn môi cùng nhạc điện tử và thu âm được thành công. Ông cũng là một trong 10 thành viên sáng lập Hội đàn môi quốc tế. Cùng với đàn môi, cố giáo sư Trần Quang Hải cũng là người đầu tiên trên thế giới đưa nghệ thuật gõ muỗng, vốn chỉ dùng thay cho những nhạc cụ gõ, trở thành một nhạc cụ độc tấu trên sân khấu Đại nhạc hội dân nhạc tại Anh và đã được xưng danh hiệu vua muỗng, được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục người thể hiện tiết tấu âm thanh đa dạng nhất từ nghệ thuật gõ muỗng. Chưa dừng lại ở đó, cố giáo sư còn dành hơn 30 năm tìm hiểu và trở thành chuyên gia lớn nhất về lối hát đồng song thanh. Cũng nhờ đó mà vào năm 1969, kỹ thuật hát đồng song thanh đã đưa tên tuổi giáo sư Quang Hải vào lịch sử âm nhạc thế giới, được nhiều hãng báo chí, truyền hình các nước vinh danh về những sáng tạo mới này. Và với hơn 3.000 buổi giới thiệu, diễn thuyết về âm nhạc dân tộc Việt Nam tại 70 nước trên thế giới, tham gia giảng dạy trong các trường đại học về âm nhạc truyền thống dân tộc, ông đã được chính phủ Pháp trao tặng danh hiệu Bắc Đầu Bội Tinh vì những đóng góp của mình cho dân nhạc. Khi nào chúng tôi đi trình diễn ở khắp các nơi đó là đều có rất đông những người Pháp tới. Tại vì chúng tôi nói rằng cái tiếng của họ luôn luôn là phải giải thích trước cái đời như thế nào, cái bài như thế nào. Nhưng mà khi mà hát lên đó, là hát tiếng Việt, nó nói gì cái sự phong phú của ngôn ngữ Việt Nam. Đối với cộng đồng người Việt ở hải ngoại đó, thì cái vấn đề bảo tồn rất là khó. Phải kiên nhẫn, không được ngày hôm nay thì ngày mai mình tiếp tục nữa. Mình nói hoài tới một ngày nào đó, họ có ý thức quay về nguồn. Đầy đam mê, kiên nhẫn và chưa bao giờ biết mệt mỏi cũng chính là điều cố giáo sư Trần Quang Hải đã làm trong suốt cuộc đời để thực hiện sứ mệnh làm cầu nối đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới. Và cho đến tận những giây phút cuối cùng của cuộc đời, giáo sư Trần Quang Hải vẫn không ngừng ấp ủ những tâm nguyện tiếp tục phát triển và quảng bá nền âm nhạc dân tộc Việt Nam. Tình không đổi dời từ nay. Từ đây yêu nhau suốt đời. Và đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được khép lại. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTVGo đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.